tứ đại mỹ nhân thảm đỏ của Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba quá đẹp, nhưng vẫn thua đàn chị này. Những sự kiện có thảm đỏ là cơ hội để các mỹ nhân Cbiz khoe ra vẻ đẹp của mình, không ít ngôi sao nhờ tạo hình thảm đỏ quá đẹp mà trở nên nổi tiếng. Mới đây, netizen đã bầu chọn ra tứ đại mỹ nhân thảm đỏ của Hoa ngữ, chính là Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Angela Baby và Phạm Băng Băng. Phạm gia được coi là huyền thoại của thảm đỏ, cả trong nước lẫn ngoài nước. Ngay từ khi chưa nổi tiếng hay đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng chưa bao giờ khiến fan thất vọng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Mới đây, cho dù đã bị phong sát ở thị trường Trung Quốc, nhưng sự xuất hiện lộng lẫy của nữ diễn viên tại Cannes vẫn khiến netizen phải trầm trồ. Người sáng giá nhất kế thừa vị trí của Phạm Băng Băng chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Hầu như không một tạo hình thảm đỏ nào của mỹ nhân Tân Cương không được lên hot search, trở thành đề tài thảo luận trong suốt thời gian dài. Tuy không có sự nghiệp nổi bật như các đồng nghiệp cùng tuổi, nhưng nhan sắc của Angela Baby là điều không thể chối cãi. Dù đã bước sang tuổi 30, nhưng nữ diễn viên vẫn dễ dàng lấn lướt các đàn em trẻ tuổi hơn mỗi lần dự thảm đỏ. Không chỉ gây ấn tượng khi duy trì được sự nổi tiếng gần 20 năm, Dương Mịch còn là cái tên hot, được mong chờ xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Mỗi lần dự thảm đỏ là một lần netizen được trầm trồ trước nhan sắc vóc dáng của bà mẹ một con. Ngô Thư Hân đóng vai phụ trong Anh Hùng Xạ Điêu của Tiêu Chiến, chấp nhận để đàn em đè đầu. Sau nhiều đồn đoán, vào ngày 7 tháng 5 năm 2023, đoàn phim Anh Hùng Xạ Điêu, Hiệp Chi Đại giả bản điện ảnh đã xác nhận thông tin về dàn diễn viên chính. Theo đó, Tiêu Chiến sẽ đảm nhận vai Quách Tĩnh, còn nhân vật Hoàng Dung được giao cho Trang Đạt Phi, Tiểu Hoa mới nổi lứa 00. Cùng với đó, theo lời tiết lộ của một blogger mới đây, Ngô Thư Hân có khả năng sẽ làm khách mời đặc biệt trong một bộ điện ảnh được cho là Anh Hùng Xạ Điêu. Vì lịch trình làm việc có thay đổi nên bộ Hắc Liên Hoa Công Lược do mỹ nhân sinh năm 1995 đóng chính sẽ tạm hoãn ngày khai máy. Phía dưới bài đăng của blogger, người qua đường và fan Ngô Thư Hân đều có những suy nghĩ riêng. Trong khi vài netizen cho biết việc Ngô Thư Hân xuất hiện trong Anh Hùng Xạ Điêu cũng là một cách giúp cô nâng cao danh tiếng, thì người hâm mộ sao nữ Thường Lan Quyết lại khẳng định chắc nịch thông tin blogger đưa ra là giả, sẽ không thể có chuyện Ngô Thư Hân đóng phim điện ảnh. Nhờ sức nóng của Thường Lan Quyết, Ngô Thư Hân cùng với Vương Hạc Đệ được hưởng khá nhiều lợi ích, địa vị tăng cao, thu hút lượng fan cực đông đảo. Cùng với Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân hiện được đánh giá là tiểu hoa top đầu lứa 95. Nói thêm về Hắc Liên Hoa Công Lược, vốn dĩ trước đó nam chính đã định sẵn là Trần Phi Vũ, nhưng do ngôi sao họ Trần vướng phải ồn ào yêu đương giường chiếu, nên vai diễn này đã chuyển sang cho người khác. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nhà sản xuất đã quyết định chọn lựa ai để thay thế Trần Phi Vũ. Tiêu Chiến lên tiếng về chuyện yêu đương với Dương Tử, nói gì mà được cả Cbiz ủng hộ. Sau thành công của phim truyền hình Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, được lên sóng vào năm 2022, Tiêu Chiến và Dương Tử được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình, nhờ vẻ ngoài cân xứng cùng phản ứng hóa học bùng nổ. Cách đây không lâu, cư dân mạng được dịp nháo nhào trước thông tin cặp đôi sẽ tái hợp trong một dự án phim ảnh mới. Sau thời gian dài im ắng, mới đây, phía Tiêu Chiến đã đưa ra câu trả lời chắc nịch về chuyện yêu lại từ đầu với bạn diễn Dương Tử. Cụ thể, sau Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, trên mạng xã hội Trung Quốc râm ran thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ đóng cặp trong dự án Thiên Kiêu. Tin tức này khiến khán giả vừa mừng vừa lo, họ vui vì cặp đôi yêu thích có cơ hội hợp tác lần hai, nhưng cũng không khỏi lo lắng về vấn đề phiên vị, bởi hai diễn viên đều là đỉnh lưu lượng của Cbiz. Kéo theo tin đồn tái hợp này là vô số ý kiến tiêu cực nhắm vào các diễn viên liên quan, khiến danh tiếng của họ bị ảnh hưởng không nhỏ. Không để tin tức biến tướng theo chiều hướng tiêu cực, phía Tiêu Chiến đã đưa ra văn bản bác bỏ tin đồn hợp tác với Dương Tử trong phim Thiên Kiêu. Được biết, tin đồn này là giả, Tiêu Chiến mong khán giả hãy tỉnh táo, kiên nhẫn chờ đến lúc nam diễn viên đích thân thông báo về dự án phim ảnh tiếp theo. Về phía Dương Tử, cô không trực tiếp phủ nhận, nhưng có thông tin tháng 6 tới, nữ diễn viên sẽ nhập đoàn phim mới, không phải Thiên Kiêu như đồn đoán. Chính vì thế, có thể khẳng định, Dương Tử cũng không liên quan đến dự án này. Động thái đến từ Trung tâm Phòng chống tin giả của Tiêu Chiến, nhận nhiều lời tán dương của khán giả, bởi nhờ đó, nam diễn viên cũng như bạn diễn sẽ tránh khỏi những tin đồn xấu, công việc và cuộc sống cá nhân cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với nam thần thanh xuân trong phim mới. Đồn đoán liên quan tới dàn cast của dự án phim Rèm Ngọc Châu Sa vừa xuất hiện gần đây, đang gây xôn xao khắp cộng đồng mạng. Cụ thể, một blogger Trung đã đăng bài cho biết, nam nữ chính của tác phẩm
sẽ do Triệu Lộ Tư cùng nam diễn viên Lâm Nhất đảm nhận. Bên cạnh đó, người này còn tiết lộ thời gian khai máy là vào tháng 8 tới. Trước đó, vào đầu tháng 3 năm 2023, cũng đã từng có tin đồn đề cập chuyện Triệu Lộ Tư góp mặt trong rèm Ngọc Châu Sa. Sau người nên duyên với cô lúc đó được cho là Đặng Vi, người tình màn ảnh của Dương Tử trong Trường Tương Tư, chứ không phải là Lâm Nhất. Rèm Ngọc Châu Sa là phim cổ trang, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung phim kể về Đoan Ngọ, nữ tử hành nghề đánh bắt ngọc trai, trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm, đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán yến tử kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý. Tuy nhiên, Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do yến tử kinh bày ra, khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Để tìm thân thế thật sự, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu lập nghiệp lại từ đầu. Ở đây, cô đã tánh ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới. Trước tin đồn Triệu Lộ Tư hợp tác cùng Lâm Nhất, cư dân mạng chia thành hai phe trái chiều nhau. Một bên thì cảm thấy đây là một sự kết đôi không tồi, khi cả hai đều là mỹ nam mỹ nữ. Số đông netizen còn lại thì lại tỏ ý không muốn Lâm Nhất đóng chung phim với Thánh Trà Xanh, do tai tiếng và ồn ào của nữ diễn viên thời gian qua. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất và đoàn làm phim rèm Ngọc Châu Sa vẫn chưa có phản hồi gì về thông tin này. Lâm Canh Tân và Lưu Diệp Phi quyết định làm đám cưới, cô dâu xinh đẹp được bố dắt tay lên lễ đường. Mới đây, cư dân mạng lan truyền đoạn clip dài khoảng 50 giây ghi lại cảnh đám cưới của một cặp đôi đình đám Cbiz. Khi xem đoạn clip, khán giả bất ngờ nhận ra cô dâu chú rể trong ảnh là Lâm Canh Tân và Lưu Diệp Phi. Điều này khiến fan của cặp đôi lẫn những ai đang đẩy thuyền họ được dịp đứng ngồi không yên. Như vậy, Cbiz sắp có thêm đám cưới thế kỷ. Cụ thể, trong đoạn clip vừa được lan truyền, Lưu Diệp Phi diện váy cưới trắng tinh được bố dắt ra lễ đường. Nữ diễn viên gây sốt với nhan sắc xinh đẹp thuần khiết, đúng chuẩn thần tiên tỷ tỷ. Lúc này, chú rể Lâm Canh Tân đã đợi sẵn từ lâu. Anh diện vest đen lịch lãm, trao cho cô dâu ánh mắt đầy mật ngọt. Khung cảnh xung quanh được trang trí đầy ắp hoa tươi, trông vô cùng sang trọng. Khoảnh khắc cặp đôi trao nhẫn cho nhau khiến người xem rung động. Đoạn clip trên nhanh chóng gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội, kéo theo nhiều lượt bàn luận của netizen. Theo đó, đông đảo công chúng cảm thấy bất ngờ khi thấy Lâm Canh Tân và Lưu Diệp Phi cưới nhau. Đồng thời, họ cũng dành lời chúc phúc đến cặp đôi, cũng như chia buồn với những ai đang đẩy thuyền Lâm Canh Tân với Triệu Lệ Dính. Tuy nhiên, niềm vui của khán giả chưa kéo dài được bao lâu, thì họ mới tá hỏa nhận ra những gì mà họ xem chỉ là video được ghép lại. Được biết, một người hâm mộ khi hay tin Lâm Canh Tân và Lưu Diệp Phi sắp nên duyên vợ chồng trong bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng đã sử dụng phần mềm để tạo ra cảnh đám cưới nói trên. Dù khá hụt hẫng nhưng ai cũng phải công nhận một điều, Lâm Canh Tân và Lưu Diệp Phi trông rất hợp nhau, đồng thời thể hiện sự mong chờ ngày phim mới của cặp đôi trình làng. Theo thông tin từ truyền thông, dự án này đã được làm lễ khai máy, song những hình ảnh từ sự kiện chưa được công bố rộng rãi. Vừa chia tay Bạch Lộc chưa lâu, La Vân Hy đã vội mặc áo cưới rước bạn gái về chung nhà. Sau thành công của vai Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Xương, phải đến Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hy mới lại có cơ hội tỏa sáng. Tuy ngoại hình còn gây tranh cãi, song diễn xuất tốt của anh chàng đã chinh phục mọi khán giả. Sau màn tái hợp cùng Bạch Lộc, La Vân Hy tiếp tục nhận vai nam chính trong một dự án cổ trang khác là Nhan Tâm Ký. Những tạo hình đầu tiên của La Vân Hy ở Nhan Tâm Ký nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Không cầu kỳ như Trường Nguyệt Tẫn Minh, song những bộ trang phục ở dự án phim này vẫn làm nổi bật ngoại hình của chàng Mỹ Nam 9X. Mới đây, La Vân Hy đã xuất hiện với tạo hình hỷ phục đỏ ở hậu trường Nhan Tâm Ký hợp tác cùng Tống Dật. Xuất hiện trong bộ hỷ phục đỏ, La Vân Hy toát ra phong thái lãnh đạm, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, ngũ quan cực phẩm của anh chàng, khiến nhiều người không thể rời mắt. Được biết, đây là phân cảnh cưới giả của La Vân Hy và Tống Dật trong Nhan Tâm Ký. Cặp đôi nhiều lần hợp tác cùng nhau để phá những vụ án lớn. La Vân Hy lần nào mặc hỷ phục cũng đẹp, nhưng kéo theo đó là loạn cào cào. Đàm Đài Tẫn cũng mặc hỷ phục mấy lần, mà có lần nào cưới được vợ đâu. La Vân Hy né phim nào cưới ra được không, nhất là cổ trang, ngày cưới mà cái kết buồn lắm luôn. Theo giới thiệu thì hình như anh chị cưới nhau mấy lần, cơ mà chỉ là làm nhiệm vụ thôi, anh ta còn phát cây kiếm bên hông kìa. Nhan Tâm Ký xoay quanh Giang Tâm Bạch, quận vương vốn ít nói, lạnh lùng, có tài suy luận, nhưng mắc chứng mù mặt. Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám để tra án, vô tình gặp Nham Nam Tinh, một nữ y giang hồ, trên người mang căn bệnh kỳ lạ, thay đổi dung nhan. Video đến đây là hết.
hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.